Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại một số trường học trên địa bàn huyện Kim Động. Để chuẩn bị cho học sinh trở lại học trực tiếp, trường tiểu học thị trấn Lương Bằng, trường trung học cơ sở Hiệp Cường đã phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức dọn vệ sinh các phòng học và khuôn viên nhà trường, ra soát, hoàn thiện cơ sở vật chất đón học sinh tới trường, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, thuốc chữa bệnh, khẩu trang, đồng thời chuẩn bị nước sát khuẩn tại khu vực cổng trường, các lớp học, xà phòng rửa tay tại các bồn rửa tay, bố trí lối đi, phân luồng học sinh khi vào trường, phòng cách ly ban đầu nếu phát hiện có ca mắc COVID-19. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động của hai trường trong công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại học trực tiếp, đồng thời yêu cầu ban giám hiệu các trường không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phải chủ động xây dựng kịch bản, phương án dạy và học bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế và tổ tay an toàn phòng chống dịch trong trường học. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để linh hoạt ứng phó với các tình huống xảy ra, kịp thời xử lý an toàn cho giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh, chuẩn bị khẩu trang. Các trường phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng phòng chống dịch tại địa phương và phụ huynh trong việc theo dõi, kiểm tra sức khỏe của học sinh. Đặc biệt chú ý thường xuyên vệ sinh trường lớp, nhất là khu vệ sinh của học sinh phải có nước sạch, đảm bảo sạch sẽ. Ngoài chuẩn bị máy để đo thân nhiệt cho giáo viên và học sinh khi ra vào tại cổng trường, các nhà trường phải bố trí lớp nào cũng có máy đo thân nhiệt, tổ chức vận hành việc dạy và học khép kín, đáp ứng tốt trong tình hình dịch bệnh.